hơn 20 năm kể từ khi tái lập, chặng đường chưa hẳn dài nhưng cũng đủ để khẳng định với chức năng nhiệm vụ được giao, phòng an ninh kinh tế đã thể hiện vai trò là đơn vị chủ công trên lĩnh vực giữ vững an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế đối ngoại của địa phương. Hình ảnh cán bộ an ninh kinh tế đã trở thành quen thuộc với các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà đầu tư với sự tin tưởng tuyệt đối. Phòng B04 đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà đảng ngành giao co mà cụ thể là của ban giám đốc giao cho trong cái lĩnh vực là phát hiện phòng ngừa đấu tranh với các hoạt động vi phạm về an ninh kinh tế. Nó tóm lại là trong cái nhiệm kỳ 5 năm vừa qua là à, chi bộ phòng BA04 là đã hoàn thành tốt à, cái nhiệm vụ đảng ngành giao co mà cụ thể là ban giám đốc giao cho. Chính vì điểm đó mà phòng BA04, chi bộ phòng BA04 được thường vụ ban giám đốc chọn là cái chi bộ để tiến hành đại hội điểm 6 lần đại hội chi bộ kể từ khi tái lập, cấp ủy lãnh đạo phòng an ninh kinh tế luôn bám sát nghị quyết của Đảng ủy công an tỉnh, từ đó cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, hàng tháng của chi bộ. Bám sát nghị quyết này, ban chủ ủy lãnh đạo đơn vị đã tham mưu cho ban giám đốc công an tỉnh, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giữ vững phát triển kinh tế xã hội tại địa phương những nỗ lực và cố gắng của chi bộ phòng an ninh kinh tế đã đóng góp vào thành tích chung của đảng ủy công an tỉnh. Nhiều đồng chí trong cấp ủy chi bộ được tín nhiệm giữ những vị trí quan trọng của đảng ủy công an tỉnh như Đại tá Nguyễn Văn Phúc, Nguyên trưởng phòng, Bí thư chi bộ, tham gia ban chấp hành thường vụ đảng ủy công an tỉnh hai nhiệm kỳ từ năm 2000 đến năm 2010, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an tỉnh nhiệm kỳ 2005-2010. Ngày 27 tháng 5 năm 2015, Chi bộ Phòng An ninh Kinh tế tiến hành Đại hội Chi bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Ban chấp hành Chi bộ gồm 5 đồng chí. Với Ban chi ủy được kiện toàn, Chi bộ xác định lấy công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ đột phá. Để làm được điều này, đơn vị Chi bộ đã củng cố xây dựng mối đoàn kết, sắp xếp cán bộ phù hợp với khả năng, ưu tiên bố trí cán bộ giàu kinh nghiệm, cán bộ trẻ có kiến thức sâu rộng vào những lĩnh vực trọng tâm cấp ủy chi bộ còn tăng cường làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, từ đó kịp thời động viên cán bộ đảng viên yên tâm công tác. Đặc biệt, khi thực hiện mô hình tổ chức mới, việc sắp xếp các tổ đảng, đội nghiệp vụ cũng tạo ra nhiều luồng tư tưởng. Do vậy, cấp ủy lãnh đạo đơn vị đã tăng cường động viên cán bộ đảng viên nêu cao tính tiền phong, cương mẫu. Chúng tôi thấy cần phải làm tốt các cái nội dung sau. Một là phải làm tốt cái công tác mà giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong tri bộ đơn vị có một cái lập trường quan điểm vững vàng, luôn nắm và vận dụng tốt các cái chủ trương, nghị quyết, đường lối chính sách của đảng, của ngành vào cái quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thứ hai là phải làm tốt cái công tác mà nắm tình hình, để phân tích dự báo kịp thời tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh trong việc đề ra các cái đối sách phù hợp có phần làm đảm bảo cái an ninh kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh. Điểm nhấn trong nhiệm kỳ 2015-2020 mà chi bộ phòng an ninh kinh tế đạt được là triển khai thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 trong đó thực hiện nghiêm quy định nêu gương đối với người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy. Việc tổ chức sinh hoạt đều đặn, lồng ghép vào đó là triển khai học tập các nghị quyết của đảng cấp trên, việc nắm bắt cũng như chỉ đạo công việc chuyên môn được sát hơn và kịp thời hơn. Trên cơ sở nguyên tắc, nhiệm vụ chuyên môn phải được thực hiện trong nghị quyết. Chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác từng tháng và có đánh giá kết quả đạt được để xây dựng phương hướng cho thời gian tiếp theo. Việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng cũng được chi bộ đặc biệt quan tâm, nên đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên, từ đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của đơn vị. Một trong những nhiệm vụ mà các tổ chức cơ sở đảng phải đặc biệt quan tâm đó là công tác bồi dưỡng đảng, phát triển đảng viên, và nhiệm vụ này cũng được chi bộ phòng an ninh kinh tế đặc biệt quan tâm, trong nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ đã bồi dưỡng và giới thiệu cho đảng ủy công an tỉnh kết nạp được 9 quần chúng ưu tú vào đảng, hoàn thành hồ sơ chuyển đảng chính thức cho 11 đảng viên dự bị, tiếp nhận 16 đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ, giới thiệu chuyển 8 đảng viên đến sinh hoạt tại tổ chức đảng khác theo yêu cầu, nhiệm vụ. Để đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, chi bộ đã đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh bổ sung một đồng chí tham gia cấp ủy chi bộ. Kết quả trên lĩnh vực công tác chuyên môn mà phòng An ninh kinh tế đạt được trong 5 năm qua cũng rất nổi bật. Cụ thể, đơn vị được Bộ Công an, Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung ương Đoàn tặng 8 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 38 giấy khen. Tại các kỳ hội thao, hội diễn do Công an tỉnh và Bộ Công an tổ chức, đơn vị được tặng 3 huy chương vàng, 2 huy chương đồng. Kết quả đánh giá phân loại chất lượng đảng viên trong nhiệm kỳ, chi bộ đạt 98,4% cán bộ đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trong đó 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. 18 lượt đảng viên đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ có 2 năm đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh. Được đảng ủy công an tỉnh lựa chọn là đơn vị đại hội điểm, chi bộ phòng an ninh kinh tế thấy đây là vinh dự và cũng là trọng trách được giao. Với khẩu hiệu, chủ động, nêu gương, kỹ cương, trách nhiệm, hiệu quả. Đại hội chi bộ phòng an ninh kinh tế lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ đi sâu kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ 6 nhiệm kỳ 2015-2020, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu của chi bộ dự đại hội đại biểu Đảng bộ công an tỉnh lần thứ 12. Tin tưởng với tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên, Đại hội Chi bộ Phòng An ninh Kinh tế lần thứ Bảy, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp. Đây sẽ là tiền đề để Chi bộ Phòng An ninh Kinh tế tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác công an các năm tiếp theo. Trọng tâm là đợt thi đua kỷ niệm 50 năm học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân Việt Nam và các ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc.